với những con dê đực Nubian Trung Đông. Cuộc sống không chỉ có biết kiếm ăn qua ngày, chạy trốn kẻ thù, mà chúng còn có một công việc quan trọng khác. Phần lớn thời gian trong một năm, chúng sẽ sống rất hòa bình với nhau. Nhưng khi đến mùa xuân, mùa kết đôi, tưởng chừng thật hồng ấm, nhưng lại trở nên rất khốc liệt, bởi đây là thời điểm quyết chiến của dê đực, có thể nói là rất kịch liệt. Muốn sở hữu được tất cả dê cái, dê đực chỉ có một con đường duy nhất là chiến đấu. Để có được tình yêu, đôi khi mất cả mạng cũng đáng. Trong nhiều tuần, các con đực hầu như không ăn, không làm gì ngoài việc đánh nhau. Bởi có rất nhiều dê đực, nhưng con dê đực chiến thắng cuối cùng, một con đực hùng mạnh duy nhất mới có quyền giao phối với tất cả dê cái. Nên đây là cuộc chiến một ăn cả hay ngã về không. Cuộc chiến giữa hai con đực ngang sức ngang tài sẽ diễn ra hơn một tiếng. Có khi là cả cuộc chiến tay ba, tay bốn, nhưng đều thật nôn nớt, nóng vội và vô nghĩa. Mọi con dê cái đã tìm được vị hôn phu đích thực của nó. Đó là một con dê đực dày dặn kinh nghiệm, giàu sức mạnh, cùng cặp sừng không thể chê vào đâu được. Nó là con dê đực mạnh nhất. Nhiều con dê đực khác thấy cặp sừng của nó đã bỏ chạy không kịp. Nó chính là chồng của cả làng dê cái ở đây. Nó sẽ mang lại cái gen di truyền mạnh nhất, khỏe nhất cho thế hệ mai sau.